Ok, hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club, như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính nha anh chị. Thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em Tính một like, một đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì bên cạnh đó thì em có để một cái mã QR code ở phía bên phải góc dưới màn hình, thì đó chính là cái đường link room Zalo cộng đồng. Thì anh chị em nhà đầu tư nào chưa tham gia vào room Zalo cộng đồng của em Tính thì có thể là quét cái mã QR này để tham gia vào trong Zalo cộng đồng, từ đó chúng ta có thể giao lưu với nhau. Mọi người có bất kỳ câu hỏi về mã cổ phiếu hay là về thị trường thì cứ nhắn trực tiếp lên room, thì cũng như là sẽ có em cũng như là các bạn ITB khác sẽ hỗ trợ giải đáp những cái thắc mắc cho quý anh chị nhà đầu tư ha. Một lần nữa cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Rồi thì cái nội dung của cái video ngày hôm nay là chúng ta sẽ bàn luận về thị trường cũng như là cái tiêu đề em có để rằng là khi nhà đầu tư dài hạn bắt đầu cũng phải cắt lỗ trong giai đoạn này, hay gọi nói nôm na mà một cách vui vui đấy là vua lì đòn anh nhỉ, vua lì đòn cũng phải bắt đầu phải cắt lỗ ở trong những cái giai đoạn như thế này. Thì cái phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu, cái phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu là một cái phiên giao dịch phải nói là cực kỳ hay, khi mà thị trường chủ động mở gap down vào phiên sáng và có một cái nhịp phục hồi trong phiên, tưởng chừng như là thị trường đã phục hồi rất là tốt khi mà đạt về 1165 và hồi lên được tới 1190, nhưng mà còn tầm khoảng 10-15 phút cuối phiên thị trường bắt đầu đạp ngược trở lại. Nhưng mà em tin rằng là ở đây là cái đợt khởi nghĩa đầu tiên của thị trường, phiên thứ sáu là một cái nhịp khởi nghĩa đầu tiên của thị trường, và có thể thứ hai hoặc là đầu tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư đó, trong vòng 3 ngày đó thị trường bắt đầu chúng ta sẽ có một cái nhịp phục hồi tương đối mạnh, một cái nhịp phục hồi tương đối mạnh ha. Thì cái thông tin em nhận được rằng là thật ra là cái thị trường của chúng ta chiều ngày hôm nay đáng lẽ phục hồi rất là tốt, nhưng có nhiều đội nhóm rất là lớn, top đầu thị trường luôn, những cái đội nhóm broker rất lớn top đầu thị trường bắt đầu phải cắt lỗ trong phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu, trong phiên giao dịch ngày hôm qua là họ bắt đầu phải cắt lỗ, hạ margin rồi cắt lỗ, hạ tỷ trọng vân vân, là họ bắt đầu họ bán ra trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó những cái vùng 128x, 126x, 127x em Tính cũng như là các anh em ITB đã cảnh báo với mọi người rất nhiều lần về câu chuyện phân kỳ RSI, phân kỳ MFI, thậm chí là phân kỳ MACD, hay là cái mô hình gì mọi người vai đầu vai mà cái phiên giao dịch ngày 12 tháng 4 em cũng đã cảnh báo với mọi người, và em cũng đưa ra những cái mốc target với mọi người luôn. Mô hình vai đầu vai thì target nó tầm 117x, 116x đúng không? Còn theo Ichimoku thì hoàn toàn có thể nó sẽ quay về lại cái vùng giao găm trong khung đồ thị tuần 1153, hoặc là cùng lắm sẽ là 1188 hay gì đó. Nhưng mà ngày hôm nay thị trường nó chờ, ngày hôm thứ sáu là thị trường nó chạm về tất cả đâu đó là 1165. Thì những cái vùng ở trên này thì những cái đội nhóm nó họ hô hào rất kinh, full margin rồi bắt mọi người phải FOMO theo, bán xong rồi phải FOMO ngược trở lại luôn. Nhiều anh chị nhà đầu tư nhắn với em rằng là anh chị đã nghe em bán phải gọi là gần hết danh mục rồi, hạ tỷ trọng, còn tài khoản an toàn 30 hàng, 70 tiền, 50 50. Hoặc nhiều anh chị nhà đầu tư đã tin tưởng em Tính là đã sell on từ cái đợt đầu tháng 3, ráng nắm giữ cho tới được đâu đó là tháng 4 rồi, gần giữa tháng 4 rồi, bắt đầu nghe nhiều đội nhóm hô hào dữ quá, chịu không nổi FOMO vô lại và dính một cái nhịp điều chỉnh rất là đau trong giai đoạn này. Thì bắt đầu anh em mới bắt đầu cảm nhận được cái gì, sức nóng của thị trường trong vòng 3-4 phiên thôi nó lấy sạch thành quả cả một năm của chúng ta. Anh em có công nhận điều đó, hoặc là 3-4 tháng anh chị nhà đầu tư cầm đúng cổ phiếu ăn được 40-50% đúng không? 30-40% thì 40-50% thì em nghĩ là rất hiếm sẽ có nhiều nhà đầu tư ăn được 40-50% để gọi là tổng náp, để lời được 20-30% trên tổng số náp mà mình bỏ ra. Thì có thể là mất 3-4 tháng thì là nhanh đi, nhưng mà chỉ trong vòng 3-4 phiên thôi mọi người mất sạch thành quả trong vòng 3-4 tháng đó, thậm chí là mất sạch thành quả từ hồi năm ngoái mọi người tích lũy cho tới bây giờ luôn, chỉ trong vòng 4 phiên. Nếu như anh em nhồi full hàng, nhồi full margin là chết trong giai đoạn này luôn, đúng không? Phớt lờ đi những cái rủi ro của thị trường. Thì em tin rằng là về mặt phân tích kỹ thuật, theo đồ thị phân tích kỹ thuật Ichimoku thì hiện tại thị trường của chúng ta cũng đã về lại những cái vùng giao găm hỗ trợ cứng, rất cứng luôn trong khung đồ thị ngày. Thì về mặt phân tích kỹ thuật, trong khung đồ thị H1, hai kiếm cắt độc đã tách ra rồi, khung 15 phút thì bắt đầu có phân kỳ rồi. Thì khi mà 15 phút mà xác nhận phân kỳ đảo chiều dương, phân kỳ dương á, thì có thể khung H1 cũng sẽ tích cực. Thì khi mà khung H1 mà tích cực á, thị trường chúng ta có thể là sẽ hồi được vài ngày, thậm chí cái nhịp phục hồi này anh em sẽ hồi được, có thể là nhiều mã cổ phiếu mà nó mạnh nó sẽ hồi được 10%. Nhịp phục hồi này nó sẽ duy trì trong vòng vài ngày và có thể là hồi lên được 1220, 1110, 1220 gì đó, thì cái nhịp phục hồi đâu đó là tầm khoảng từ 30 cho tới 40 điểm. 30 cho tới 40 điểm. Thị trường chúng ta nếu mà tính từ đỉnh giảm xuống là đã giảm 130 cho tới 140 điểm rồi, 130 điểm rồi. Thì một cái nhịp phục hồi 30-40 điểm là câu chuyện bình thường. Tuy nhiên đối với cá nhân em thì cái nhịp phục hồi đó cũng là chỉ là một cái nhịp phục hồi để cơ cấu thôi. Và cái
để cho thị trường chúng ta tạo đáy hay là kết thúc một cái nhịp điều chỉnh đó, nó phải có rất là nhiều tín hiệu. Những cái tín hiệu đầu tiên và nhịp phân tích kỹ thuật đó chính là phải có mô hình hai đáy, đúng không? Phải có hai đáy hồi lên xong test lại hai đáy, đáy sau thấp hơn đáy sau, cao hơn đáy trước, hoặc là đáy sau thấp hơn đáy trước. Nếu như mà đáy sau thấp hơn đáy trước thì nó phải có phân kỳ dương, phân kỳ RSI, phân kỳ MFI, phân kỳ SMI, phân kỳ kể cả là phân kỳ MACD, thì lúc đó thị trường chúng ta mới chính thức tạo đáy và đi lên. Còn nếu mà thị trường tạo đáy sau cao hơn đáy trước là quá tốt, đúng không? Đáy sau mà cao hơn đáy trước hình thành lên lại được cấu trúc tăng ở trong những cái khung đồ thị 15 phút, khung đồ thị H1, từ đó hình thành lên lại được cấu trúc tăng ở trong khung đồ thị H1, ở trong khung đồ thị daily là quá tuyệt vời. Thì đó là về cái mặt ngắn hạn, sớm muộn gì em nghĩ là qua tuần sau, đầu tuần hoặc thậm chí là thứ ba thứ tư gì đó thị trường sẽ có một cái nhịp phục hồi rất tốt. Cho nên những anh chị nhà đầu tư nào vẫn còn đang nắm hàng hoặc là mua trong cái phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu, mua mới T để đánh T cộng, hoặc là mua để trading T0 T1 nhưng mà chưa kịp đảo hàng á, mà vẫn còn đang nắm giữ cái phần hàng mình mua á, chưa kịp đảo hàng ra á, thì anh chị em nhà đầu tư cứ yên tâm, thứ hai thứ ba hoặc là thứ tư gì đó trong 3 ngày đó thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp phục hồi rất tốt, thậm chí cái nhịp phục hồi đó sẽ duy trì được vài ngày nha mọi người, hồi 30 40 điểm hay gì đó chắc chắn là sẽ có cổ phiếu tím, thị trường ép bán từ trên vùng đỉnh xuống 130 điểm và chưa có một cái nhịp phục hồi nào cho hoàn chỉnh hết, thì kiểu gì cũng sẽ có một cổ phiếu tím, thậm chí là tím hàng loạt luôn, tím hàng loạt luôn. Thì những anh chị nhà đầu tư nào đã cắt lỗ rồi á, mà gặp cái trường hợp mà nó tím lại hàng loạt á, thì tốt nhất là anh em không nên FOMO. Nếu như những anh chị nhà đầu tư nào đã bán ra hết trong giai đoạn vừa rồi, hoặc là vừa mới cắt lỗ trong phiên giao dịch hôm thứ sáu, hoặc là vừa cắt trong phiên giao dịch hôm thứ năm á, đúng không? Thì hôm thứ tư, tại vì thứ năm nghỉ lễ, hôm thứ tư thì em nghĩ tốt nhất là mình không nên mua đuổi theo giá xanh giá tím. Nếu như thứ hai á, mà sáng thứ hai mà nó có đạt xuống thêm tầm 10 15 điểm thì nó cổ phiếu nó giảm thêm tầm vài phần trăm, nói chung là thứ hai buổi sáng mà nó đạp thêm, nó nhúng thêm xuống á, thì anh chị nhà đầu tư có thể là lụm nhặt cổ phiếu, thậm chí là có thể đánh T cộng. Thì cái trường hợp nó sẽ như sau, nhiều anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn vừa rồi đã cơ cấu xong, không có bị vướng cổ phiếu nào bị lỗ hết, còn đang cầm tiền nhiều thì có thể tham gia đánh T cộng với tỷ trọng thấp, với tỷ trọng vừa phải, với tỷ trọng an toàn. Còn đối với những anh chị nhà đầu tư nào đang kẹp hàng với một cái mức lỗ tương đối hơn 10%, hơn 15% thì có thể tham gia mua gia tăng thêm những cái mã cổ phiếu mà mình đang lỗ, ví dụ như là đang lỗ cổ phiếu DG. Thì thứ hai sáng mà nó có nhúng xuống thêm, hoặc là thứ hai mà nó quanh quanh cái vùng này luôn á, thì có thể là mở mua thêm để làm gì mọi người, để trung bình giá, để hạ giá vốn, chúng ta gọi là trung bình giá. Trung bình giá là nắm giữ luôn, còn hạ giá vốn là mình có thể linh hoạt mình trading dựa theo cái phần hàng có sẵn của mình. Ví dụ như bây giờ mua thêm ở đây một phần, thì khi mà cổ phiếu nó phục hồi lên có thể là nó tăng trần hay gì đó thì mình sẽ lấy cái phần hàng có sẵn của mình bán ra, coi như là mình ăn được 7% ở trong phiên, thì điều đó cũng sẽ giúp cho chúng ta hạ được cái phần giá vốn xuống. Ví dụ như mọi người mua đích ở 33 đi, em ví dụ thôi, kể cả bây giờ em cầm con DG này giá 29.3 mà bây giờ còn lỗ, là mọi người hiểu đúng không? Bây giờ giả sử mọi người mua DG giá 30 đi cho nó dễ ha, 30 đi, thì bây giờ sáng thứ hai nó nhúng xuống được tầm 27, mua thêm giá 27, 30 cộng 27 chia đôi thì nó sẽ ra giá vốn trung bình của chúng ta đâu đó là tầm khoảng 28.5 hay gì đó, 28 28.5 gì đó, thì con DG này khả năng rất cao nó sẽ hồi lên được tầm khoảng 29 chấm x 30, thì giá vốn mà hạ về tầm khoảng 28 chấm x là quá đẹp. Giá vốn của anh chị em nhà đầu tư mà con DG này hạ được về tầm khoảng 28 29 là tuyệt vời, 28 chấm x 29 chấm x là quá đẹp. Cho nên đó chính là cái cách để trading T0 hạ giá vốn, nó sẽ là như vậy, ok ha mọi người. Đấy, thì khi mà cổ phiếu nó phục hồi lên đó thì mình có thể là mình lấy cái phần hàng có sẵn ra mình bán ngay trong ngày luôn, hoặc là nếu như mà cổ phiếu của mình phục hồi nó tốt quá mình có thể giữ qua ngày hôm sau, thì coi như là mình thành đánh T1, thậm chí cái nhịp phục hồi này em nghĩ là sẽ đủ T cộng luôn. Ví dụ như con DG mà nó nhúng xuống tầm quanh quanh 27 26.5 anh em đánh T cộng thoải mái, DG mà nó về vùng này đánh T cộng thoải mái đó. Tại vì một cái mã cổ phiếu mà nó muốn gãy xuống á thì nó phải hồi, nó hồi lên thì nó mới gãy. Cho nên đánh T cộng là thoải mái, cho dù bây giờ anh em mua 27 26.5 đi thì nó gãy xuống nó lún xuống nó cũng phục hồi lên cho anh em bán hòa vốn. Cho nên đánh T cộng đối với những cái mã cổ phiếu như này á là tương đối an toàn, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu chứng khoán đó các bạn. Những cái mã cổ phiếu chứng khoán vậy, ví dụ như hôm ngày hôm nay có Rumem có bắt VDS đánh T cộng về ngay đúng giao găm luôn, thì khả năng cao những cái mã cổ phiếu này có khi thứ hai nó nhảy gáp nó bật tăng lên là bình thường. Nó phụ thuộc vào những cái thông tin cuối tuần, hoặc là để coi coi thị trường Mỹ cuối tuần nó sẽ như thế nào. Hiện tại thì thị trường Mỹ thì Dow Jones hiện tại nó đang xanh nhưng mà Nasdaq thì nó đang giảm căng quá. Dow Jones thì nó đang tăng 200 điểm nhưng mà Nasdaq thì nó giảm đâu đó tới hơn 200 điểm rồi. Thì cũng chưa biết là tình hình nó sẽ như thế nào. Nếu như mà Nasdaq ngày tối ngày hôm nay nó rút chân lên và Dow Jones nó xanh mạnh á,
thì có khi buổi sáng ngày thứ hai là các mã cổ phiếu nó sẽ nhảy gáp, nó tăng lên là chuyện bình thường. Tại vì cái điều đầu tiên đó là thị trường chúng ta đã về lại cái vùng hỗ trợ, và đặc biệt nhất là chiều ngày hôm thứ sáu á, chiều hôm thứ sáu là thị trường đã muốn phục hồi rồi, nhưng mà có nhiều đội nhóm rất là lớn ở trên thị trường họ bắt đầu họ cắt lỗ, cho nên đâm ra thị trường nó hồi không nổi luôn. Thì khả năng cao là thứ hai nó có thể nhảy gáp lên, nó phục hồi lên là câu chuyện hết sức bình thường nha mọi người. Ví dụ như mọi người nhìn con VDS nào về hỗ trợ này, SSI này cũng về tới hỗ trợ rồi, STS về ngay chốc hỗ trợ luôn nè, BSI về ngay đúng hỗ trợ luôn nè. Có nghĩa là những cái mã cổ phiếu chứng khoán, đa phần tất cả các mã cổ phiếu chứng khoán về hỗ trợ hết. Bất động sản nha, DG về hỗ trợ nè, Phát Đạt thậm chí nó về hỗ trợ, nó lúng qua luôn. Những cái mã cổ phiếu này nó thường thường mình gọi là đánh xa giao găm, đánh xa giao găm nha mọi người, đánh có thể lúng xuống xong phục hồi lên, hoặc là tới gần giao găm là nó sẽ phục hồi lên. Thì cái trường hợp này gọi là đánh xa giao găm. Kể cả Phát Đạt anh em vẫn có thể vào mua cân giá được. Ví dụ như Phát Đạt mọi người đang kẹp hàng ở quanh quanh phía trên này đi, thì mua thêm ở cái vùng này, Phát Đạt nó phục hồi lên được tầm khoảng loanh quanh đâu đó là tầm khoảng 29.2 30 gì đó là mình sẽ cơ cấu mình bán ra. Có thể con này nó sẽ hồi lên được tầm khoảng 29 29.2 ha. Thì giá vốn bây giờ ví dụ như anh chị kẹp 32 đi, thì bây giờ mình mua quanh 26, 32 cộng 26 ra thì giá vốn của mình đưa ra về được tầm khoảng loanh quanh đâu đó là 28.28 28.x, thì con này nó chỉ cần hồi lên được 29 thôi là anh chị về bờ, thì nó sẽ giảm thiểu những cái khoản lỗ cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ 32 đi, đúng không? Bây giờ đang lỗ hiện tại là 17%, lỗ 17% đúng không anh em? Thì bây giờ mua cân giá vốn xuống thì giá vốn mình chỉ còn tầm khoảng đâu đó là tầm khoảng 28 chấm ít thôi, 29 đi, cứ cho là 29 luôn cũng được, giá vốn là 29 luôn cũng được, thì nó chỉ còn lỗ đâu đó là tầm khoảng 10% thôi. Thì con này nó hồi lên lại được tầm khoảng 28 chấm ít 29 là coi như anh chị lỗ còn tất 1-2% hoặc là thậm chí là về bờ luôn, đúng không? Thì đó là một cái trường hợp để trading. Anh chị em nhà đầu tư á, muốn trading muốn hạ giá vốn á, là phải canh những cái lúc cổ phiếu nó đỏ, thị trường nó đỏ để mình mua, chứ không phải là cổ phiếu xanh tím là mới bắt đầu hỏi em tính rồi còn mua được gì nữa không, bây giờ có hạ giá vốn được không, bây giờ có trung bình giá được nữa không. Thì chắc chắn câu trả lời em sẽ đưa cho mọi người là không. Cho nên là tới lúc đó mọi người không cần phải hỏi em, khi mà thị trường nó xanh nó tím lên đó, mọi người không cần phải nhắn tin hỏi em rằng là có mua trung bình giá được đó. Thì lúc đó câu trả lời của em là chỉ có một chữ không thôi, không có ngoại lệ. Tất cả các mã cổ phiếu mã nào cũng vậy hết, muốn mua trung bình giá, muốn mua hạ giá vốn là mua trong những cái lúc thị trường đỏ, mua trong những cái lúc cổ phiếu nó giảm thiệt là mạnh. Ví dụ như ngày hôm nay mọi người mua ok không sao hết, mặc dù buổi chiều nó có hồi lên xong nó bị đạp ngược trở lại, nhưng mà qua tuần sau em đảm bảo với mọi người luôn, xác suất rất cao 90-95% thị trường nó sẽ hồi vào tuần sau. Có nghĩa là chị mua ngày hôm nay vẫn ok, mua ngày hôm nay vẫn ok, thậm chí đầu tuần sau mọi người mua vẫn được, là mua hạ giá vốn, mua trung bình giá, hoặc là mua mới đánh T cộng nó vẫn được, đúng không? Bất động sản về hỗ trợ nè, kể cả những cái mã như Nam Long nó lúng xuống cũng không sao, nó về hỗ trợ tuần luôn. Nam Long là nó về hỗ trợ trung hạn luôn. Nam Long mà 35-36 chị múc thoải mái, múc để mua hạ giá vốn á, múc để hạ giá vốn nha, hoặc là múc T cộng nha, là múc thoải mái. Còn trung hạn thì từ từ, trung hạn thì phải chờ thêm tín hiệu đến từ thị trường chung, giống như hồi nãy em nói, để bây giờ mà đánh trung hạn hoặc là để mà gia tăng hàng nắm giữ đánh sóng á, là anh em phải chờ hai đáy MACD hoặc thậm chí là ba đáy MACD, nói chung là phải chờ phân kỳ hai đáy RSI, MFI rồi hai đáy MACD, phải chờ những cái tín hiệu đó nó có đi cái đã, thì lúc đó mình mới tính tới câu chuyện trung hạn. Còn bây giờ là mình phải xử lý danh mục cơ cấu hạ giá vốn, trung bình giá hoặc là đánh T cộng thôi, nói chung là đánh trading thôi. Còn để gọi là đánh trung hạn thì phải chờ thêm những cái tín hiệu của thị trường. Để có thêm được những cái tín hiệu đó thì phải coi coi cái nhịp phục hồi lần này của thị trường nó sẽ diễn ra như thế nào, và dòng tiền nó tham gia vào thị trường như thế nào trước những cái thông tin vĩ mô thời điểm hiện tại. Tỷ giá đang rất căng, tỷ giá hiện tại đang rất căng, đồng đô la liên tục bùng nổ, những cái thông tin chiến tranh làm khiến cho giá cả hàng hóa, giá dầu rồi nó bật tăng, lạm phát bật tăng trở lại. Bây giờ là nhiều giới đầu tư họ đang kỳ vọng rằng là Fed chỉ giảm tối đa 2 lần lãi suất trong năm nay. Từ cái con số là 3 lần giảm xuống bây giờ là 2 lần, đó là một cái thông tin tiêu cực, và đó chính là lý do tại sao các lớp tài sản nó giảm, trong đó có cả thị trường chứng khoán, đúng không? Thị trường chứng khoán là một trong những cái lớp tài sản đầu cơ. Thì khi mà nó lên vì cái kỳ vọng gì thì bây giờ nó đi trái ngược lại với kỳ vọng đó thì nó phải điều chỉnh, nó giống như thị trường Mỹ. Cái câu chuyện mọi người đang kỳ vọng là có thể là cắt giảm lãi suất từ 3-4 lần trong năm nay, và có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 5 hoặc là tháng 6. Thì bây giờ tháng 5 tháng 6 mọi người không, giới đầu tư người ta kỳ vọng không cắt giảm lãi suất vào tháng 5 tháng 6 nữa. Có thể là trễ hơn tháng 8 tháng 9 luôn. Có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 8 tháng 9 luôn. Thì lúc đó chỉ cắt giảm được 2 lần thôi. Thì có nghĩa là đi trái ngược lại với kỳ vọng ban đầu thì thị trường chứng khoán nó điều chỉnh. Tương tự với thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta như vậy thôi. Và có một cái vấn đề mọi người cần lưu ý nữa, đó chính là cái trái phiếu chính phủ. Cái này em đã nói mọi người thực sự là nói cách đây chắc phải mấy tuần cả tháng trời, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại. Nhiều anh chị nhà đầu tư nói mày thằng tính này nhắc cách đây cả tháng thì ăn thua gì, đó là do mọi người thôi, đúng không? Do mọi người không tin. Chứ em nhắc cách đây cả tháng nhưng mà ngày nào em cũng nhắc, tính ra mới nhắc cách đây 2 tuần 3 tuần, ngày nào cũng nhắc. Vậy thì bây giờ anh chị thử kiếm được một nhà đầu tư, một cái người broker nào hoặc là một cái đội nào đó lường trước được cái rủi ro trong vòng 1 tháng, đúng không?
hoặc là nhiều anh chị nhà đầu tư, hoặc là nhiều nhiều đội nhóm, nhiều người phân tích, ta nói thị trường cứ tối ngày đi nhìn chỉ số, cứ lo tập trung cổ phiếu mình đi. Nhưng họ không biết rằng là chỉ số VN Index bao gồm nhiều mã cổ phiếu, nhiều nhóm ngành nó cộng lại. Phân tích được VN Index mới gọi là đẳng cấp. Rồi, phân tích được chỉ số VN Index mới gọi là đẳng cấp. Còn ai nói được cái câu mà cứ tối ngày tập trung vô thị trường, cứ tối ngày tập trung vô VN Index chỉ số chung, không tập trung vào cổ phiếu, thôi cứ tập trung vào cổ phiếu đi. Là do người đó họ không có kỹ năng phân tích thôi. Không có kỹ năng phân tích chỉ thị trường chung. Tại sao có thể dự đoán được thị trường nó về 116X, 117X? Đó, là do phân tích kỹ thuật, là do phân tích VN Index thôi. Nó rất là đơn giản. Đó. Là do họ không có kỹ năng để họ phân tích. Rồi những cái rủi ro nào là chấp chỉnh, là vị thế tốt thì chấp chỉnh luôn, nhưng mà bây giờ lại đi cắt lỗ. Đấy, đó là những nhà đầu tư đánh trung hạn dài hạn. Lúc mà thị trường nó chỉnh mười mấy 20 điểm cứ nghĩ là thị trường nó chỉnh vài phần trăm ăn thua gì. Tôi đang có vị thế tốt, tôi nắm giữ cũng được, nhưng mà cho tới khi nó chỉnh hai cây sàn, ba cây sàn nữa thôi. Chịu nổi không? Vị thế nào cũng không chịu nổi. Cho nên đó chính là lý do em để cái tiêu đề ngày hôm nay. Nhà đầu tư dài hạn cũng phải cắt lỗ. Nhà đầu tư dài hạn phải cắt lỗ, nhiều đội nhóm. Chấp chỉnh, đúng không? Sóng lên 1.500 chấp chỉnh luôn. Vị thế tôi bây giờ 20-30% chấp chỉnh, nó chỉnh cho ba cây hết lãi luôn. Khỏi chấp. Đúng không? Khỏi chấp. Cho nên cái vấn đề quản trị rủi ro trước một tháng không khó, rất là khó để có người làm được. Chia sẻ thật với mọi người luôn, rất khó có người làm được. Thậm chí ở đây là phân tích về mặt kỹ thuật trước một tháng luôn nha, chứ em không nói về vĩ mô nha. Đằng này em phân tích kết hợp cả phân tích kỹ thuật lẫn vĩ mô để cho mọi người quản trị rủi ro cho mọi người luôn. Nhưng mà anh chị nhà đầu tư không tin đâu. Nhiều anh chị nhà đầu tư đúng là có tin em, cũng sell on cái đợt đó, cũng quay lại đánh T cộng có lãi luôn, xong rồi cũng đứng ngoài tỷ trọng an toàn. Nhưng mà nhiều đội nhóm người ta hô hào ghê quá, nhiều anh chị nhà đầu tư cũng hưng phấn quay trở lại, sau rồi dính cái nhịp điều chỉnh thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi. Và dưỡng cho tới bây giờ là em nghĩ là không nên cắt. Đây không phải là lúc để mọi người sợ nữa, mà đây là lúc để hạ giá vốn, để trung bình giá, để tham gia đánh trading T cộng nếu như anh chị muốn kiếm tiền. Còn đối với những anh chị nhà đầu tư nào cần cái sự an toàn, em nói trước nha, cái nhịp này em không bắt ai, hay là không ép buộc ai vào đánh T cộng hay là gì hết. Nhưng nếu như anh chị nhà đầu tư đang kẹp hàng muốn về bờ sớm, muốn đỡ đi những cái khoản thiệt hại của mình, thì tốt nhất là nên hạ giá vốn hoặc là trung bình giá hay gì đó. Còn đánh T cộng là tùy, anh chị thích trading, anh chị thích kiếm chác lợi nhuận chút đỉnh trong những cái nhịp mà thị trường nó đau xuống rồi sẽ có những cái nhịp phục hồi, anh chị thích ăn những cái nhịp phục hồi đó thì mình tham gia đánh T cộng, còn không thì đứng ngoài chờ những cái tín hiệu tạo đáy của thị trường, chờ thị trường chính thức tạo đáy luôn, hoặc là chờ những cái nhóm ngành nó cân bằng, nó bắt đầu nó cân bằng, nó tạo đáy trước thị trường á, thì lúc đó mình tham gia vô vẫn còn kịp. Chứ em không có ép buộc hay là bắt buộc ai phải đánh T cộng, ok ha. Ví dụ như bây giờ mình qua thép đi, hồi nãy là chứng khoán bất động sản đúng không, đa phần các mã cổ phiếu nó về hỗ trợ hết, kể cả Khang Điền nó cũng về hỗ trợ trung hạn luôn. Anh chị em bắt nè, đấy, hỗ trợ trung hạn đây, hôm nay nhúng về tầm 32 luôn. Đó, hỗ trợ trung hạn đây, bắt thoải mái, mua hạ giá vốn, T cộng là thoải mái mấy con này. Thép này, hoa sen này, cũng về lại hỗ trợ trung hạn này. Hôm Nam Kim về lại hỗ trợ cứng nè. Kể cả như là Hòa Phát nó cũng bắt đầu quay về hỗ trợ cứng như này. Đa phần bất động sản, chứng khoán, thép, kể cả những cái con như đầu tư công hay là xuất khẩu đồ này kia nó giảm quá sâu rồi. Quay về lại những cái vùng quá bán, quay về lại những cái vùng quá chửi, quay về lại những cái vùng khô margin, thì em nghĩ nhịp phục hồi sắp tới nó sẽ diễn ra. Và đau nhất á, thật sự rất đau luôn và rất tội nghiệp những anh chị nhà đầu tư nghe theo những cái lời hô hào đu đỉnh ở phía trên mà bây giờ phải cắt lỗ nữa cơ. Cắt mà cắt ngay bẹn luôn, khả năng rất cao luôn là anh chị nhà đầu tư cắt lỗ hôm thứ sáu là cắt ngay bẹn, cắt ngay bẹn. Em không chắc là thị trường nó sẽ tạo đáy sau cái đợt này, nhưng mà một cái nhịp phục hồi rất tốt nó sẽ diễn ra, và đó sẽ là thời cơ để cho chúng ta cơ cấu. Những anh chị nhà đầu tư đang lỗ hay gì đó, hạ giá vốn hồi lên là cơ cấu. À, T cộng thì nãy em nói rồi, ví dụ như những cái con như VDF này, SSI này, hay là những cái con ví dụ như FTS, BSI này về hỗ trợ đánh T cộng được hết. Bất động sản có DG, Phát Đạt, Khang Điền này, còn mấy con đã đánh T cộng được hết luôn. TCH thì từ từ, mấy con nào mãi giảm sâu thì mọi người phải từ từ. Nam Kim đánh T cộng được, Hoa Sen đánh T cộng được, VGS, VGS thì từ từ, con này thì từ từ, con này phải về tầm khoảng 23, 22, 23 nữa mới bắt đánh T cộng được. Mấy con này nó giảm sâu. Đợt trước mọi người nhớ không? Ôi VGS nó khỏe quá, CTS nó khỏe quá.
Đạt Phương đó là hoa hậu vì nó rút chân lên rất nhiều, nhưng mà nó giảm bù cho hai cây sàn hết hoa hậu luôn. Đó. Và em cũng đã từng nói mọi người rồi, con nào nó chưa giảm nó sẽ giảm bù, cho nên mọi người đừng có ham hố những cái con mà nó xanh nó đi ngược thị trường. CTS đợt trước nó cũng khỏe đúng không, ai cũng ui con này khỏe quá, vô thôi vô thôi. Con này nó chưa gãy là thị trường nó chỉ bình thường thôi, nó không có gì đâu, nó chỉ rủ thôi. Hôm nay nó giảm bù cho hai cây sàn đó, nó giảm bù cho hai cây sàn. Thậm chí những cái con này mọi người đừng nên bắt vội, bắt là bắt mấy con nó chỉnh trước á, còn mấy con chỉnh sau á thì mấy con này nó sẽ còn rơi một nhịp nữa. Bắt mấy con mà nó chỉnh sâu á thì mình hồi á ăn mới nhiều, còn anh em mà canh bắt mấy con mà nó ngang 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 như thế này khi mà thị trường hồi nó không hồi đâu. Nhưng mà khi mà thị trường nó đạp thêm một nhịp nữa mấy con này nó sẽ sàn tiếp, con này mấy con này sẽ chỉnh tiếp. Ngân hàng này này anh em cũng chưa nên bắt, nó hồi không được bao nhiêu hết. Để gọi là đánh T cộng á là mọi người phải tập trung vào những cái con mà nó giảm sâu giảm nhiều á, ví dụ như nhóm thép có hoa sen giảm rất nhiều đúng không, hay là DG nó giảm rất nhiều, bất động sản giảm rất nhiều luôn, rồi chứng khoán nó giảm rất nhiều, mấy con như FVDS rồi nè, rồi FTS rồi nè, VDS, BSI rồi nè, mấy con này giảm rất nhiều. Thì khi mà nó bật lại khả năng rất cao nó sẽ cho anh em được một cái trận, khả năng rất cao nó sẽ cho mình được một cái trận. Mấy con khỏe khỏe nó hồi được 10% là bình thường, tập trung mấy con này. Còn mấy con mà nó mới rơi thì bỏ qua, mấy con nó mới giảm bỏ qua, hoặc là mấy con mà như ngân hàng rồi anh em bỏ qua, ACB, MBB rồi mấy con này nó chưa chỉnh xong đâu. Ngân hàng nó sẽ là cái nhóm còn chỉnh nữa, cho nên em mới nói với mọi người rằng là nhịp này thị trường nó hồi lên là để cơ cấu thôi, thị trường nó sẽ còn điều chỉnh nữa tại vì ngân hàng nó chưa chỉnh xong. Như ACB có khả năng nó còn về 25, MBB khả năng nó còn về 21, 21.3, cho nên là ngân hàng nó chưa điều chỉnh xong đâu, cho nên khả năng thị trường mình nhịp này nó hồi lên lại được 1.000, trên 1.200 đi thì nó cũng phải nó quay về nó test đáy, là ít nhất là cũng phải quay về test lại đáy 116x, 117x, thậm chí nó phá đáy nó quay về luôn cả 113x, 114x là câu chuyện bình thường, để tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, từ đó chúng ta sẽ có được một hình thành nên được một cái phân kỳ dương đảo chiều, thì lúc đó thị trường nó sẽ chính thức tạo đáy và đi lên, bước vào con sóng ba trong khung đồ thị tuần. Cái này em đã chia sẻ mọi người rất nhiều rồi đúng không, đây còn giữ đây luôn mà, đây thị trường sóng một là sóng hai điều chỉnh là sóng ba thân cá nè. Thì bây giờ có thêm một số cái thông tin, ví dụ như là chiến tranh rồi lạm phát Mỹ bắt đầu nó bật tăng trở lại, cái kỳ vọng giảm lãi suất nó cũng giảm đi, thì chúng ta cũng có thể là hạ cái kỳ vọng của thị trường xuống, có thể không còn phải là 1.400, 1.480 nữa, mà có thể nó sẽ chỉ còn loanh quanh đâu đó là tầm khoảng 1.345 cho tới là 1.385 thôi, chúng ta sẽ hạ cái kỳ vọng xuống. Còn nếu như mà nó lên được trên 1.400, 1.480 thì quá tuyệt vời, nhưng mà vì một số cái thông tin vĩ mô ví dụ như là chiến tranh rồi lạm phát Mỹ bắt đầu bật tăng trở lại thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc gọi là Fed hạ hạ lãi suất đúng không, thì cái đó cũng sẽ làm giảm cái kỳ vọng của thị trường chứng khoán xuống. Thì em cũng hạ cái kỳ vọng của mình xuống, có thể là năm nay có thể là chỉ đạt 1.345, 1.385 gì đó thôi. Có thể thôi, còn cái câu chuyện mà lên 1.400, 1.480 thì càng tốt, nếu lên được thì quá tốt, nhưng mà trước mắt vì những cái thông tin vĩ mô như vậy mình phải hạ bớt cái kỳ vọng của mình xuống. Nhưng mà cái góc nhìn của em là vẫn không thay đổi, cái nhịp này là nhịp sóng hai điều chỉnh, thì sắp tới nó sau cái nhịp sóng hai điều chỉnh này nó sẽ vào sóng ba ta đúng không? Và tất nhiên là đây là về mặt khung tuần, là về mặt trung hạn, còn về mặt ngắn hạn thì phải chờ thêm những cái tín hiệu. Thì đó là cái phân tích của em trong giai đoạn này, cũng như là giai đoạn vừa rồi thì thứ sáu này bắt đầu là nhiều đội nhóm lớn người ta cắt lỗ, cho nên khả năng cao là thứ hai nó sẽ hồi, nhiều đội nhóm lớn bắt đầu cắt lỗ là thứ hai hồi, đặc biệt là thứ hai hồi nhiều nhà đầu tư họ vừa cắt xong có thể họ sẽ FOMO trở lại, rất là em phải nói là rất tội nghiệp những anh chị nhà đầu tư đó luôn, đúng không? Đã lỡ ôm rồi thì phải ôm cho tới bây giờ luôn, và đợi một cái nhịp phục hồi thật là tốt, một cái nhịp phục hồi 7%, 10% rồi mình mới nên cơ cấu lại cái danh mục của mình. Còn bán trong những cái lúc mà thị trường nó điều chỉnh như thế này thì em nói thật với mình, em cũng chả biết phương pháp nó như thế nào, nhưng mà em nói thẳng luôn là phương pháp đó nó không hiệu quả. Phương pháp gì đâu mà trên lên trên đây thì đu một đống full margin đồ trên này, thị trường nó chỉnh cái cây này nè thì không chịu bán, không chịu cơ cấu đâu, nó chỉnh cho thêm cây nữa cũng không chịu bán, cây nữa không chịu bán, tới cái cây thứ tư đem hàng ra bán. Thì cái phương pháp đó là phương pháp gì vậy anh em? Phương pháp đầu tư lỗ hả? Đúng không? Thì em nói thật với mọi người luôn là cái phương pháp đó là một cái phương pháp đầu tư không bao giờ hiệu quả được, đúng không? Cứ lên trên này, cứ đu trên này xong rồi nó chỉnh xuống cho cái cắt lỗ, lên trên này thì hô hào, xuống dưới đây thì cắt lỗ, đúng không? Trong khi những cái việc mà em cảnh báo mọi người, những cái câu chuyện mà ITB cảnh báo mọi người có lý do đàng hoàng luôn, phân kỳ đúng không, vĩ mô đồ nó đang bắt đầu phức tạp lên, tỷ giá rồi nó tăng lên, lợi tức trái phiếu chính phủ nó tăng lên, có lý do đàng hoàng luôn, nhưng mà anh em đâu tin đâu. Rồi tới bây giờ thị trường nó chỉnh mọi người tin là trễ rồi đúng không, tin là trễ, quá trễ.
Đặc biệt là những anh chị nhà tư nào đã cắt lỗ luôn rồi là không còn xử lý gì được luôn. Còn những anh chị em nào chưa cắt lỗ có tiếp tục nắm giữ cho em, cố gắng chịu đựng thêm chút xíu nữa, thị trường nó phục hồi lên là anh em cơ cấu là quá đẹp, quá đẹp đó. Khi nhà đầu tư dài hạn và cắt lỗ, vua lì đòn thánh gồng thánh gồng ông chấp chỉnh đồ này kia là phải cắt lỗ hết. Thử đoạn này dám chấp chỉnh không? Em nói rồi, thị trường của mình á, đi lên là đi lên bằng thang bộ, đi xuống là đi xuống bằng thang máy. Và nhiều anh chị nhà đầu tư đợt vừa rồi không tin đúng không, chưa trải qua những cái câu chuyện rằng là khốc liệt nhất của thị trường chứng khoán, đâu có tin đâu, nói là ôi sao này cho bán sớm quá rồi, rủi ro này rủi ro kia, không tin, đợi cho thị trường chỉnh nó mới bắt đầu bán, đợi cho thị trường chỉnh mọi người mới bắt đầu bán là trễ. Tại vì khi mà thị trường chỉnh là mọi người không dám bán đâu, chắc chắn với anh em luôn, thì mọi người không dám bán đâu, đợi nó hồi, nhưng mà nó không hồi, nó chỉnh cho tới cây thứ hai cây thứ ba chịu nổi nó bán ra nó mới hồi. Cho nên em mới nói là thứ sáu vừa rồi nhiều đội lớn người ta bán ra, người ta cắt lỗ, bắt đầu là thứ hai thị trường nó sẽ hồi cho mọi người xem, qua tuần là thị trường nó sẽ hồi cho mọi người xem. Lúc đó nhiều anh chị nhờ tôi cắt xong rồi lúc đỏ đâu có dám mua đúng không, tại vì mình cắt lỗ là mình cắt lúc thị trường giảm, nó sẽ tạo nên một cái thói quen rằng là không dám mua khi mà thị trường giảm điểm, mà chỉ dám cắt lỗ khi mà thị trường giảm điểm thôi. Cho nên đâm ra là giá xanh giá tím mới bắt đầu muốn mua, mới bắt đầu mới muốn mua. Đấy, cho nên rất tội nghiệp những anh chị nhà đầu tư cắt lỗ hôm thứ sáu luôn, cắt xong cái thứ hai đầu tuần hoặc là thứ ba ba thứ tư gì đó nó hồi lên cái giá đỏ không dám mua đâu, có thể là sáng thứ hai nhúng đỏ, nhưng nhiều anh chị nhà đầu tư vừa mới cắt lỗ xong làm gì dám vô lại đúng không. Thứ ba thứ tư nó hồi lên cho cái bắt đầu xanh tím lên là run rẩy tay chân, là bắt đầu hỏi mua được không, mua được không, lúc đó đâu mua được gì nữa đúng không. Thậm chí lúc đó nhiều anh chị nhà đầu tư đu vô nó đạp xuống cho một nhịp nữa và cắt lỗ thêm lần nữa là bỏ chứng khoán luôn bỏ chứng khoán luôn. Em nói thật với mọi người luôn, nhịp này rất nhiều anh chị nhà đầu tư bỏ chứng khoán, nhiều anh chị nhà đầu tư nhắn với em chịu hết nổi, cắt lỗ xong bỏ hết, nghe rất là tội nghiệp, bỏ hết luôn, chịu không nổi, chịu không nổi. Thì đó là cái hệ quả gì, mà hệ quả của cái việc quản trị rủi ro không tốt đó. Đó là như vậy. Khi mà thị trường chứng khoán nó đã lên được một đoạn rất dài được rồi, em nhắn nó một người nhiều hơn 200 điểm trong vòng 3 tháng 4 tháng, nhưng nhiều anh chị nhà đầu tư vẫn lao vô rất mạnh trên cái vùng ở trên này, bỏ mặc tất cả những cái rủi ro, bỏ mặc tất cả những lời cảnh báo, thậm chí ai cảnh báo chửi luôn, ai mà cảnh báo thị trường sắp điều chỉnh rồi chửi luôn, chửi người ta luôn, chửi luôn này bị khùng à, thị trường đang lên tự nhiên tối ngày chỉnh 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 chỉnh, trong khi đó người ta cảnh báo người ta muốn tốt cho mình để mình không bị mất tiền, nhưng mà chửi người ta luôn. Phớt lờ những cái rủi ro thì phải trả giá rất đắt đó. Đó. Ok ha mọi người, thì cái tham minh của em về mặt trung hạn thì có thể là nhịp này nó chỉnh xong thì tầm khoảng đâu đó là tháng 5 sẽ là tháng cân bằng, sell in May and go away, nhưng mà đoạn này thì chỉnh hơi sớm là tháng 4, thì tháng 5 có thể bắt đầu sẽ cân bằng trở lại, và em nghĩ là tháng 6 thị trường sẽ bắt đầu đi lên trở lại ha, tháng 6 bắt đầu thị trường nó sẽ đi lên trở lại, nó sẽ đúng theo cái tham minh trong khung đồ thị tháng luôn, nó sẽ rơi vào đó đó tầm khoảng tháng 6 là thị trường bắt đầu sẽ đi lên trở lại, và có thể là thị trường sẽ tiếp tục thoái lui kết thúc con sóng 3, rồi đó là vào tầm khoảng tháng 9 hay gì đó, tháng 9 tháng 10 hay gì đó, loanh quanh những cái giai đoạn đó là thị trường bắt đầu nó sẽ thoái lui, thì đó là về cái mặt trung hạn dài hạn thôi. Ok, rồi tóm gọn lại là như thế nào, là về mặt ngắn hạn xác suất cực kỳ cao 90 95%, xác suất cực kỳ cao luôn 99% luôn là tuần sau thị trường nó sẽ có một cái nhịp phục hồi, thậm chí là hồi rất mạnh, những cái mã cổ phiếu nó sẽ hồi từ 7 cho tới 10%, nhiều mã cổ phiếu mà nó khỏe nó giảm sâu trong giai đoạn vừa rồi, nó giảm rất nhiều trong giai đoạn vừa rồi, nó có thể nó hồi hai cái trần là bình thường, hồi hai cái trần là bình thường, sẽ có cổ phiếu tím, thậm chí là tím rất nhiều. Cho nên nếu như mà sáng thứ hai mà thị trường nó tiếp tục nó nhún xuống á, anh em nào đang lỗ nhiều á, đang lỗ nặng mà còn tiền nha, thì tốt nhất em khuyên mọi người là canh giá đỏ lúc mà thị trường đỏ như thế, lên vào hạ giá vốn trung bình giá, để khi mà cổ phiếu mình nó hồi lên 7% 10% chắc chắn anh em sẽ đỡ thiệt hại rất 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 là nhiều luôn, thay vì mình lỗ 20% thì mình chỉ còn lỗ có vài phần trăm thôi, hoặc thậm chí là nhiều anh chị nhà đầu tư lỗ 10% 15% sẽ về bờ luôn, nếu như trung bình giá, nếu như hạ giá vốn trong những cái lúc thị trường nó đỏ lửa nhất, thay vì là mình đi cắt lỗ. Còn mình nghe đi nghe hô hào là mình đã là một cái sai lầm rồi, mà mình còn đi nghe theo những cái đội đó đi cắt lỗ trong những cái lúc mà thị trường giảm, mà thị trường đang quay về hỗ trợ cứng nữa, mà mình lại đem hàng ra mình bán nữa, lỗ kép, sai lầm kép và lỗ kép luôn đúng không, mình đã lỗ rồi mười mấy phần trăm rồi mà mình còn cắt đi nữa, lỗ kép, tại vì lỗ mà mình chưa cắt nó là lỗ ảo,
khi mà cổ phiếu nó hồi lên, đúng không? Là mình vẫn cắt con kia, lúc đó mình chỉ lỗ vài phần trăm thôi, mình cắt nó vẫn ok hơn, đỡ thiệt hại hơn. Ok ha mọi người. Đó. Còn đối với những anh chị nhà đầu tư nào không bị vướng bận về cái câu chuyện là cần phải cơ cấu tài khoản, không cần phải xử lý những cái khoản lỗ, thì mình có thể là tham gia đánh T cộng đối với một số cái mã cổ phiếu bên nhóm bất động sản. Ví dụ bất động sản thì có DG này, Phát Đạt này. Đó là những cái mã cổ phiếu em nghĩ là anh em có thể tham gia đánh T cộng được, hoặc là Khang Điền hay gì đó. Đó, Khang Điền, Tất Xanh cũng được. Mấy con này em nghĩ hồi lên là hồi được một cây tím hết. Rồi chứng khoán thì có VDS này, FTS nè, BSI nè, mấy con này là mấy con khỏe, SSI. Còn VCI ngày hôm nay mọi người thấy bắt đầu nó về lại hỗ trợ nè, nó đâu có giảm nữa đâu. Nhiều con bắt đầu nó cân bằng trước, nó không giảm nổi nữa, tại vì nó về hỗ trợ cứng, bắt đầu có cầu đỡ giá rồi. Thì khả năng cao mấy con này nó hồi. Qua tuần nó hồi hết. Thép là Hoa Sen Nam Kim. Hoa Sen Nam Kim, VGS thì từ từ. Chứng khoán có con CTS á, cũng từ từ. Mấy con này từ từ hay bắt. Rồi bất động sản thì em nghĩ là chắc chỉ có Đích hoặc là Đạt Phương là đẹp đó. Đó, Đích với lại là Phát Đạt, em nhập Đích em Phát Đạt là ok. Rồi mấy cái nhóm khác mọi người tương tự như vậy, không không nhất thiết là phải bất động sản, chứng khoán, đầu tư thép. Mấy nhóm khác mọi người đang kẹp, ví dụ như là đầu tư công đang kẹp, xuất khẩu đang kẹp, thì mình cứ tập trung vô những cái mã cổ phiếu mà mình đang lỗ, mình mua cân giá xuống, mình mua hàng giao vốn để khi mà nó hồi lên mình cơ cấu mình bán ra. À, đối với những anh chị nhà đầu tư nào đang bị có nhiều có cổ phiếu nó đang lỗ nặng thì mình phải tập trung xử lý cho xong cái cổ phiếu đó đã, chứ mình đừng có ham. Đừng có ham à, thằng này nó thằng kia nó khuyến nghị cổ phiếu mới, mình phải tham gia cổ phiếu mới, mình vừa mua cổ phiếu mới mà mình vừa muốn xử lý lỗ nữa, không được. Mình chỉ chọn một cái thôi. Anh chị nhà đầu tư nào đang cần xử lý những cái khoản lỗ thì mình nên xử lý cho xong những cái khoản lỗ đó luôn, tập trung vô cái mã cổ phiếu mình đang lỗ, mình mua cân hạ giá vốn, mình mua trung bình giá để mình xử lý. Còn anh chị nhà đầu tư nào không bị vướng bận những cái khoản lỗ giai đoạn vừa rồi, đã xử lý xong, đã cơ cấu xong, hoặc là đang phun tiền hay gì đó, thì mình có thể trích ra 30% hay 40% gì đó để mình tham gia, mình đánh T cộng trong nhịp lần này. Đó là đối với những anh chị em nhà đầu tư không có bị vướng bận những cái khoản lỗ, không cần phải xử lý những cái khoản lỗ. Còn đối với những anh chị nhà đầu tư mà phải xử lý khoản lỗ thì mình cứ tập trung xử lý cho xong những cái mã cổ phiếu mà mình đang bị vi phạm hoặc là đang bị lỗ nặng hay gì đó. Ok, hai cả nhà. À, thì đó là cái nội dung của cái video ngày hôm nay. À, bổ sung thêm một chút xíu là về những cái phân tích kỹ thuật phương Tây. À, thì hiện tại là thị trường chúng ta trong khung daily mọi người cũng thấy nè, à, từ cái cây nến, cái đường giá nó cũng đã bắt đầu nó đi ra khỏi ngoài Bollinger Band rồi, đúng không? RSI nó cũng bắt đầu nó quay về lại những cái vùng quá bán, MFI cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên là MACD cũng như là cái chỉ báo SMI nó chưa có một cái đáy nào hết. À, cho nên cái nhịp phục hồi nếu mà nó có xảy ra trong tuần sau đó, nó chỉ là hồi kỹ thuật thôi, còn để gọi là hồi tạo đáy á, còn lâu. Nha mọi người cứ nhớ như vậy cho em, hồi là hồi kỹ thuật, hồi là hồi để bán. Còn cái việc mà tạo đáy á, là thị trường nó phải mất chắc phải có khi là mấy tuần hoặc là thậm chí cả tháng trời để thị trường có thể là tạo đáy thành công. Tại vì bây giờ MACD, kể cả là cái chỉ báo mà chỉ báo rất nhanh luôn, là cái SMI nè, cái biến tướng của MACD nó là chỉ báo nhanh hơn MACD, MACD là chỉ báo chậm. Còn cái SMI nè chỉ báo nhanh. Nó cũng là giống như giống giống MACD nhưng mà nó nhanh hơn. Thì nó còn chưa có một đáy luôn, cho nên mọi người đừng có suy nghĩ tới cái câu chuyện là thị trường nó sẽ tạo đáy ở đây. Chưa xong đâu. Nha anh em, thị trường nó chưa xong đâu. À, với lại là về cái mặt xu hướng thì về cái chỉ báo xu hướng là cái đường ADX nó cũng đã cắt lên 20, đường màu xanh nằm trên đường màu tím, thì hiện tại thị trường chúng ta đã bước vào xu hướng giảm nha mọi người, xu hướng giảm. Thì nếu như mà nhìn vào cái đồ thị này cũng như là nhìn về cái xu hướng giảm này, à, thì có thể là thị trường chúng ta nó sẽ quay về lại cái vùng 113X là bình thường, 113X là bình thường, cho nên cái nhịp phục hồi lên sẽ là cái nhịp phục hồi để cơ cấu. Còn nếu anh em nào không chịu cơ cấu nữa thì cái nhịp sau mà thị trường nó đạp tiếp là em chịu thua nha. Nha mọi người, cái nhịp lần này thị trường nó hồi lên là để mọi người cơ cấu nha. Cho nên những anh chị em nhà đầu tư nào mà đang lỗ hay gì đó thì nhớ mua hàng giao vốn, mua cân giá gì đó để khi mà thị trường nó hồi lên mình đỡ lỗ. À, thậm chí nhiều anh chị nhà đầu tư sẽ về bờ luôn khi mà thị trường nó hồi lên. Nhịp phục hồi này sẽ tương đối tốt á, tại vì 4 phiên liên tục thị trường nó giảm cả trăm điểm mà, còn hơn cả trăm điểm. Giảm 130 điểm. Không có một cái nhịp phục hồi nào hết. À, thì em nghĩ rằng là thị trường nó sẽ hồi 30-40 điểm là bình thường. Cổ phiếu nó hồi lên lại 7%, 10% là bình thường. Cổ phiếu nó giảm 20% rồi, nhiều mã cổ phiếu nó giảm 20%, thậm chí là 20 mấy% luôn rồi, thì nó hồi lên cho mọi người 70% là bình thường đó. Cho nên là cố gắng tận dụng cái nhịp lần này để mình cơ cấu lại cái tài khoản của mình cho nó khỏe. À, chứ bây giờ không không có ai muốn bị mình bị lỗ hết, hoặc là không có ai muốn cái tài khoản của mình nó tè le ra hết như vậy, cho nên là phải cố gắng xử lý ha. Còn đối với những anh chị em nào không còn tiền nữa thì em không nói, phải chấp nhận thôi. Hồi lên thì lỗ bao nhiêu mình phải canh cân nhắc, mình hạ tỷ trọng hoặc là mình cắt lỗ hay gì đó, chứ cũng không có giữ được đâu.
khó khó giữ lắm. Đoạn này thị trường nó chưa chỉnh xong thì hồi lên anh em canh anh em xử lý thôi, tại vì đây chỉ là cái nhịp điều chỉnh đầu tiên của thị trường đó. Nó sẽ còn nhịp thứ hai, thậm chí là nhịp thứ ba, à, giống như mọi người tưởng tượng giống như sóng tăng đó. Sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5 đúng không? Thì sóng giảm đó cũng vậy, sóng 1, 2, 3, 4, 5 thì đây là sóng giảm đầu tiên, thì nó sẽ có sóng 2 hồi, rồi sau đó sẽ có sóng 3 giảm, rồi lại có sóng 4 hồi, thì sóng 5 giảm có thể có hoặc có thể không. Thì cho nên em nói là có thể là có nhịp giảm đầu tiên, nhịp thứ hai, nhịp thứ ba. Cho nên là nhịp thứ hai là khả năng cao là chắc chắn là có rồi, nhịp giảm thứ hai chắc chắn là sẽ có. Cho nên cái nhịp phục hồi đầu tiên này là tốt nhất là anh em nên cơ cấu lại cái tài khoản mình cho nó cân bằng và cho nó ổn định đi ha. Và mọi người cũng rút kinh nghiệm sau cái đợt lần này, tránh nghe hô hào, cũng như là khi mà thị trường nó đã tăng 100 mấy chục điểm, tăng hơn 200 điểm rồi thì cũng hạn chế FOMO, cũng như là đừng có nghe hô hào nhiều quá đó. Nghe như thế nào cho nó hợp lý, nghe hô hào xong rồi đi xuống đây cắt lỗ, nó có phải là một cái phương pháp đầu tư nó hiệu quả hay không, hay là họ chỉ hô để họ được những cái lợi ích riêng của mình thôi, thì mọi người phải suy nghĩ kỹ lại cái điều đó. Một cái người tư vấn là phải có tâm, và khi mà thấy những cái rủi ro nhỏ nhất, kể cả trước nó 1 tháng, trước nó 2 tuần, 3 tuần là cũng phải bắt đầu cảnh báo. Giống như em trước 1 tháng em cảnh báo luôn, nó cảnh báo với mọi người từ hồi tháng 3, thì bây giờ tháng 4 nó mới xảy ra, thậm chí là giai đoạn giữa tháng 3 đầu tháng 4 em vẫn cảnh báo liên tục, nó cảnh báo liên tục hàng ngày. Nhưng mà lúc đó anh chị em không tin, anh chị em nhà đầu tư đa phần muốn gì, muốn cảnh báo xong là qua ngày hôm sau giảm liền, cái đó chỉ có thánh là mọi người, thần thánh làm được chứ em làm được. Và còn những cái rủi ro của thị trường nó sẽ là trong một cái khoảng thời gian nhất định, chúng ta chỉ biết quản trị danh mục của mình như nào cho tốt. Ví dụ như mà khi có rủi ro thì em sẽ chủ động em hạ tỷ trọng tài khoản mình về 50-50, à, lúc đó thị trường nó giảm hay thị trường nó tăng gì em cũng vui hết, đúng không? Cái này em nói nhiều lần rồi, quan trọng nhất vẫn là quản trị rủi ro, quản trị danh mục thôi. Cho nên quý anh chị nhà đầu tư nào chưa có người đồng hành, chưa có một cái người tư vấn trên thị trường, hoặc là muốn đăng ký tham gia vào room Zalo khách hàng bên tính, thì cứ liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình 0866088044. Ok hai cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này. Hẹn gặp mọi người trong những cái video và trong những cái livestream tiếp theo. Thì ngày mai là chủ nhật, thì buổi tối em sẽ livestream lên đồng hành cùng với quý anh chị nhà đầu tư, cũng như là giải đáp hỗ trợ những cái mã cổ phiếu, những cái câu hỏi của mọi người ha. Đợt vừa rồi thì em đi tour cùng với anh em ITB cho nên cũng không có livestream, nhưng mà bắt đầu đợt này bắt đầu quay về và livestream trở lại, cho nên là mọi người nhớ đón xem ha. Cũng là những cái khung giờ cũ thôi, livestream vào buổi tối tầm khoảng loanh quanh 9 giờ. Ok. Rồi một lần nữa cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, hẹn gặp mọi người trong những cái video và trong những cái livestream tiếp theo. Bye bye anh chị nhà đầu tư.